Chào mừng các em, chào mừng các em đến với kênh Khởi Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 8 sách chương trình sáng tạo. Chúng xem bài giảng Khởi Liêm minh cam khai gia hiệu. Các em sau thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài cuối chương 5, trang 28 29, chứ mình sẽ làm câu hỏi bằng trắc nghiệm. Chọn phương án đúng câu số 1. Vẽ hệ trục tọa độ OXY và đánh dấu các điểm M có tọa độ 11, N có tọa độ 41, P phở có tọa độ 2 âm 1 và Q có tọa độ âm 1 âm 1. Tứ giác MNPQ là hình gì? Giờ như bây giờ mình sẽ sử dụng giấy nháp, các em sẽ vẽ một hệ trục tọa độ OX và OY. M có tọa độ là 11. Như ở đây là góc tọa độ đây, như là đây là 1, đây là 1, đúng không? Tọa độ đây sẽ là 1. Ở đây sẽ là 1. Giờ tiếp theo qua đây sẽ là 2, 3, được 4. Giờ ở đây là 1 thì phía dưới này sẽ là âm 1. Giờ ở đây cũng sẽ là âm 1. Như M sẽ có tọa độ 11, N sẽ có tọa độ là 41. Từ đây là OX là 4 là đi lên và OY 1 đi qua, đây là điểm N. Vi phở tọa độ là 2 âm 1, từ 2 đi xuống và từ 1 đi qua gặp nhau tại điểm chính là điểm vi phở. Điểm quy có tọa độ âm 1, từ âm 1 đi xuống, âm 1 đi qua, đây là điểm quy, đúng không? Hình mình quan sát hình tứ giác MNPQ chính là hình bình hạnh, đúng không? Hình bình hạnh là hình có hai cặp cạnh đối diện song song bằng nhau. Như ở đây câu 1 mình sẽ chọn đáp án A nhé. Chính là hình bình hạnh. Như vậy là mình xong câu 1, mình sẽ làm câu số 2. Câu số 2 người ta hỏi là độ dài cạnh MN của tứ giác trong câu 1 là bao nhiêu? Thì mình quan sát là MN là từ đây tới đây. Từ 4 tới 1 chính là 3 đơn vị, đúng không? Như ở đây mình sẽ chọn đáp án A chính là 3 đơn vị. MN sẽ độ dài bằng 3. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3. Một người bắt đầu mở một vòi nước và một cái bể có chứa sẵn 2 mét khối nước và mỗi giờ chảy vào 3 mét khối nước. Thể tích y của nước có trong bể sau ít giờ là bằng bao nhiêu? Như vậy ở đây mình sẽ có các phương trình, mình xem phương trình nào hợp lý. Như vậy là có sẵn ở đây là 2 mét khối, mỗi giờ chảy được 3 mét khối. Như vậy là sau ít giờ thì mình sẽ lấy 3 nhân x cộng 2. Như y sẽ bằng 3x cộng 2. Như là y bằng 3x cộng 2 chính là đáp án P. Như vậy là câu số 3 mình sẽ chọn đáp án B. Được rồi. Có sẵn 2, mỗi giờ chạy được 3 mét khối thì mình lấy 3 nhân x cộng 2. Tiếp theo là câu số 4. Trong các điểm sao điểm nào thuộc đồ thị hàm số y bằng 2 trừ cho 4x? Giờ như vậy là mình khế vô, khế tọa độ, các anh xem tọa độ nào đúng. Nếu là 1, 1, nếu x bằng 1 khế vô thì mình thấy là y sẽ bằng 2 chia 4 bằng âm 1. Trong khi ở đây là 1, như điểm A là không khỏi mang điều kiện, đúng không? Điểm B có tọa độ là 2, 0, x bằng 0, thì x bằng 2 khó khế vô. X bằng 2 khế vô sẽ bằng 2 trừ cho âm 8 bằng âm 6, y đây bằng 0 là không đúng, đúng không? Kiểm tra ở đây, x bằng 1 khế vô là y bằng âm 2, đây âm 1 là sai, không đúng. X bằng 1 khế vô đây sẽ là x, y bằng âm 2 là đúng này. X bằng âm 1 khế vô, x bằng 1 khế vô này, thì lúc này y sẽ bằng âm 2. Như điểm D khỏi mãn điều kiện của đồ thị hàm số này. Như vậy có nghĩa là điểm này sẽ thuộc đồ thị hàm số y bằng 2 trừ 1 x. Như vậy là câu số 4 mình sẽ chọn đáp án D nhé. Tiếp theo là câu số 5. Trong các điểm sao điểm nào thuộc đồ thị hàm số trừ 5x cộng 5? Giờ kiểm tra xem điểm nào khỏi mãn điều kiện. Nếu x đây bằng 1 thì y bằng 1 khế vô xem. X bằng 1 khế vô thì sẽ là trừ 5 nhân 1 là trừ 5 cộng 5 bằng 0. Ở đây y bằng 1 là sai. Được này. Tiếp theo x bằng 2 y bằng 0, x bằng 2 khế vô
Tiếp bằng 2 khế dưa là âm 10, âm 10 cộng 5 là âm 5. Chia điểm B không có mảng điều kiện nha. Kiểm tra điểm C. Điểm C x bằng 0, y bằng 4, x bằng 0 khế dưa. Y bằng 4 không đúng nha. Đúng này. Kiểm tra điểm D. Như vậy ở đây mình sẽ có điểm D x bằng 2 khế dưa sẽ là âm 5 nhân 2 là âm 10, âm 10 cộng 5 là âm 5. Như y bằng âm 5 đúng. Như mình thấy là đáp án tọa độ của điểm D sẽ không mãn điều kiện của hàm số này. Như vậy điểm D sẽ thuộc độ hủy hàm số y bằng trừ 5x cộng 5. Đúng này. Như vậy là câu số 5 mình sẽ chọn đáp án D. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra làm câu 6. Đường hẳn song song với đường y bằng 2x cắt trục tung tại điểm có tọa độ bằng 1 là bao nhiêu? Như vậy là đường hẳn mà song song với đường hẳn này thì sẽ là y bằng 2x cộng cho một số nữa. Thầy sẽ tính nháp chỗ này cho kem hiểu nha. Như vậy đường hẳn song song với đường hẳn này sẽ cũng là y bằng 2x. Nhưng mà cộng thêm một cái điểm B nữa. Cộng thêm B nữa. Giờ bây giờ các trục tung tại có tung độ bằng 1. Có nghĩa là x bằng 0, y bằng 1. Có nghĩa B ở đây bằng 1. Đúng không? Như vậy là mình sẽ có đường hẳn chính là y bằng 2x cộng 1. Như vậy là y bằng 2x cộng 1 chính là đáp án C. Như vậy câu số 6 mình sẽ chọn đáp án C. Đúng không? Các trục tung bằng 1 có nghĩa là x bằng 0 thì y bằng 1 đúng không? Có nghĩa là B ở đây sẽ bằng 1. Giờ thì, như mình làm xong 6 câu rồi nha, mình sẽ giờ kem ghi phần này xong mình sẽ tiếp vào bài giảng nha. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 7. Hai đường hẳn y bằng 1 phần 2x cộng cho 3 và y bằng trừ 1 phần 2x cộng 3. Hai đường hẳn này đã cho như thế nào? Đáp án A cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng 3. Giờ bây giờ thầy sẽ tính nhắc như sau. Như vậy hai đường hẳn cắt nhau có nghĩa là y này sẽ bằng y này. Như vậy mình sẽ viết phương trình hoành độ giao điểm, mình sẽ cho hai cái y bằng nhau. Như vậy phương trình hoành độ giao điểm. Có nghĩa hai điểm cắt nhau tại một điểm thì hai cái y nó sẽ bằng nhau. Có nghĩa là mình sẽ cho 1 phần a x cộng 3 bằng trừ 1 phần 2 x cộng 3. Mình sẽ tính được y thôi. Đúng này. Như vậy là phương trình hoành độ giao điểm 1 phần 2 x cộng 3 sẽ bằng trừ 1 phần 2 x cộng 3. C. Như vậy trừ 1 phần 2x đem qua là cộng 1 phần 2. 1 phần 2 cộng 1 phần 2 sẽ là 1 phần 2x cộng 1 phần 2x chính là y. 3 cộng 3 chuyển qua là trừ 3, 3 trừ 3 bằng 0. Như vậy x sẽ bằng 0. Y bằng 0 mình sẽ tính y luôn. C y bằng. Như vậy x bằng 0 khế vô. Mình khế vô phương trình nào cũng được nha. X bằng 0 khế vô đây. Thì lúc này y sẽ bằng 0 cộng 3 thì bằng 3. Đúng này. Như vậy mình xem đáp án nào đúng. Cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng 3 là sai hoành độ, có nghĩa là x bằng 3 ở đây trong đây x bằng 0. Như đáp án A sai. Đáp án B song song với nhau hai đường hẳn này hệ số góc không bằng nhau, như vậy là không song song với nhau hai đường hẳn này cắt nhau. Đáp án C cắt nhau tại tung độ bằng 3 có nghĩa y bằng 3 là đúng. Như vậy là câu số 7 mình sẽ chọn đáp án C. Hai đường hẳn này cắt nhau có nghĩa là phương trình hoành độ giao điểm mình sẽ tìm được điểm x. X bằng 0 có nghĩa hoành độ bằng 0, y bằng 3 có nghĩa là tung độ bằng 3. Như mình sẽ chọn đáp án C. Được này. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 8. Câu số 8 người ta cho hàm số bậc nhất y bằng 1 phần 3x cộng 2 và y bằng trừ 1 phần 3x cộng 2.
Y bằng trừ 3x cộng 2 kết luận nào sau đây là đúng? Câu A, đầu hệ của hàm số trên là các đường thẳng song song với nhau, thì mình thấy là đáp án sai. Hệ số gốc khác nhau thì chắc chắn là không song song. Dạ, đúng rồi. Đáp án B, đầu hệ của hàm số trên là các đường thẳng đi qua góc tọa độ. Sai. Ở đây mình thấy là có B ở đây này. Như vậy chương trình đi mưa qua góc tọa độ khi mình có dạng y bằng ax thôi nha. Ở đây mình thấy là có cộng cho bao nhiêu thì chắc chắn là đáp án B sai. Không đi qua góc tọa độ. Câu C, đầu hệ của hàm số trên là đường trùng nhau. Phương trình khác nhau thì làm sao mà trùng nhau được. Như vậy chắc chắn chỉ còn đáp án D là đúng thôi. Đầu hệ của hàm số trên là đường thẳng khác nhau tại một điểm. Đúng này. Như vậy là mình có thể đoán được là điểm đó sẽ là x bằng 0 và y bằng 2. Khi y bằng 0 thì mình thấy là tất cả các y đều bằng 2. Như vậy là đầu hệ các hàm số này khác nhau tại một điểm, chính là x bằng 0, y bằng 2 nha. Như vậy là câu số 8 mình sẽ chọn đáp án D. Hoặc là các em tìm phương pháp loại trừ khi mình thấy ABC là sai, chắc chắn D phải đúng không? Đúng không? Tiếp theo là câu số 9, đầu hệ hàm số y bằng trừ x cộng 10 phần 5 là một đường có hệ số gốc là âm 1, thì mình thấy hệ số gốc ở đây chính là trừ 1 phần 5. Mình sẽ lấy một cái phần 5 này mình sẽ đưa qua đây, là có nghĩa là y sẽ bằng trừ 1 phần 5x cộng 2. Có nghĩa là hệ số gốc ở đây là trừ 1 phần 5 chứ không phải trừ 1. Đáp án A là sai. Đáp án B không phải là một đường thẳng, đây chính là một đường thẳng nha. Ở đây thầy sẽ viết lại cái phương trình này cho các em dễ hiểu. Như vậy cái phương trình này mình có thể viết lại như sau. Như vậy phần 5 mình sẽ biến hiệu là trừ 1 phần 5 nhân x, đúng không? Trừ 1 phần 5 nhân x cộng cho 10 phần 5 có nghĩa là cộng 2. Như vậy là phương trình này mình có thể viết là y bằng trừ 1 phần 5 x cộng 2. Như lúc này mình thấy đây là một phương trình có dạng y bằng ax cộng b, như ở đây cũng là một đường thẳng khác, đúng không? Tiếp theo là đáp án C, các trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 10. Như vậy có nghĩa là hoành độ bằng 10 có nghĩa là mình thấy x bằng 10 vô đây. Như vậy x thấy bằng 10 vô đây thì mình sẽ có là âm 10 cộng 10 bằng 0. 0 phần 5 sẽ bằng 0, y bằng 0. Như vậy là mình thấy là câu này đúng. Các trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 10 có nghĩa là y bằng 0. X bằng 10 và y bằng 0. Nhưng mình thấy là đáp án C là đúng nha. Giờ như vậy là mình xong câu 8, câu 9 nha. Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ như là mình xong phần trắc nghiệm, mình sẽ qua tiếp phần tự luận nha. Bài tập tự luận câu số 10 cho hàm số y bằng fx bằng 5 phần 4x. Như vậy lúc này mình thấy là cái hàm số x này nó là nằm phía dưới rồi, đúng không? Như vậy các em cứ quy tính bình thường thôi, không có vấn đề gì nha. Câu A mình sẽ tính f bằng 1 phần 5, có nghĩa là chỗ nào có x mình thấy bằng 1 phần 5 là được không? Đúng không? Như vậy là mình sẽ làm câu A như sau. Bây giờ mình sẽ tính f 1 phần 5 bằng. Như vậy f 1 phần 5. Như vậy là chỗ nào có x thì mình khế bằng 1 phần 5. Như vậy số 5 giữ nguyên. Vẫn là 5. 4 nhân x có nghĩa là 4 nhân cho 1 phần 5. Giờ như vậy là 4 nhân 1 là 4, 4 phần 5. Giờ 5 chia cho 4 phần 5 chia bằng nhân đảo ngược có nghĩa là 5 này đem lên là đây là 5 nhân 5 là 25, 25 phần 4. Đúng không? Các em nhớ là chia bằng nhân đảo ngược có nghĩa là 4 nhân 1 là 4, chia 5 đem này lên 5 nhân 5 là 25. Kết quả là 25 phần 4, đúng không? Tiếp theo mình sẽ tính f âm 5. Như vậy f âm 5 sẽ bằng. Giờ như số 5 này mình sẽ giữ nguyên. 4 nhân cho x có nghĩa là 4 nhân cho âm 5.
ba, năm trên năm, trên năm dưới, năm chia năm còn một, như phía trên còn một, phía dưới thì mình sẽ có 4 nhân âm 1 sẽ là âm 4. Như đẩy số 1 lên trên, đẩy dấu trừ lên trên, như kết quả là âm 1 4, đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ tính F4 phần 5. Như F4 phần 5 sẽ bằng giờ chỗ nào có ít thì mình phải bằng 4 phần 5. Số 5 4 nhân cho 4 phần 5 giờ như vậy chia thành nhân đảo ngược số 5 này đem lên, 5 nhân 5 là 200, 4 nhân 4 là 16, kết quả là 25 phần 16, đúng không? Như vậy là mình xong câu A, mình sẽ làm câu B nhé. Câu B thì người ta kêu mình tìm các giá trị tương ứng của hàm số cho mảng sao. Giờ có nghĩa mình sẽ có x bằng âm 3 khi vô đây mình sẽ tính. Đúng không? Giờ như là câu B thì các em có thể tính khi với x bằng âm 3 mình sẽ tính y, đúng không? Giờ sau đó ghi vô, hoặc là các em tính nhẩm, tính nháp các em ghi vô đây luôn cũng được nha. Có hai cách nha. Giờ như là với x bằng âm 3. Thì y bằng như vậy có nghĩa là chỗ nào có x thì mình khấy bằng âm 3 thôi, đúng không? Như vậy đây, ở đây mình sẽ có y bằng f âm 3. Giờ như vậy mình sẽ có 5 phần 4 nhân cho âm 3. Như vậy sẽ bằng 5 phần âm 12, đúng không? Các em có thể đẩy dấu trừ lên trên luôn, đúng này, có nghĩa là trừ 5 phần 12, đúng này. Giờ tiếp theo là với x bằng âm 2. Giờ như là phần còn lại thì tương tự nên thầy sẽ làm cho nó nhanh nha. Các em để ta có hai đề thi đều được nha, giống nhau không, đúng này. Như là với x bằng âm 2 thì ta có là y bằng f âm 2. Chỗ nào có x thế bằng 2 vô, như mình sẽ có là 4 nhân âm 2 là âm 8, đẩy dấu trừ lên trên, kết quả là trừ 5 phần 8. X bằng âm 1, ta có y bằng f trừ 1, giờ khi x bằng âm 1 vô, khi vô, đẩy vô dấu trừ lên trên, như kết quả là trừ 5 phần 4, đúng không? Với x bằng âm 1 phần 2, có nghĩa là y sẽ bằng f bằng trừ 1 phần 2, giờ chỗ nào có x thế bằng trừ 1 phần 2 vô. Giờ như mình có 4 chia 2 được 2 nha. Số 2 phía dưới mắt phía đây là 2. Để dấu trừ lên trên kết quả là trừ 5 phần 2. Đúng không? Tương tự x bằng 1 phần 4 thì ta có y bằng x của 1 phần 4. Giờ x khế bằng 1 phần 4 khế vô. Mình sẽ tính được bằng này. Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Rồi các em ghi phần này chờ xong mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ có là x bằng 1 thì khế vô mình sẽ tính được là y bằng 5 phần 4. X bằng 2 khế vô chỗ nào x khế bằng 2 kết quả là 5 phần 8. Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ bây giờ mình sẽ hoàn thành cái bảng này như sau. Như vậy là x bằng âm 3 thì y mình sẽ khế bằng âm 5 phần 12, đúng không? Như vậy câu chỗ này mình sẽ để là âm 5 phần 12.
Giờ tiếp theo x bằng âm 2 y sẽ bằng âm 5 phần 8. X bằng âm 1 thì y sẽ bằng âm 5 phần 4. Giờ x bằng âm 1 phần 2 thì y sẽ bằng âm 5 phần 2. X bằng 1 phần 4 thì y sẽ bằng 5. Giờ x bằng 1 thì y bằng 5 phần 4. Giờ x bằng 2 thì y bằng 5 phần 8. Giờ như là mình xong câu số 10 nhé. Câu số 10 kem hiệu bạc, xong hết video hãy biết kem hiệu bạc. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nhé. Những câu còn lại thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp các em nhớ đón xem. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng dễ hiểu ông khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Bây giờ chưa đăng ký kênh Hà Liêm, cái sau đó đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.